Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Ánh Sáng Hoàng Long. Hôm nay ngày 3 tháng 11 năm 2023. Bên em tiếp tục test hai chiếc máy để gửi đi cho khách. Vẫn là những cái chiếc máy sử dụng phổ thông mà bên em đang bán ở tại thị trường Việt Nam. Thì cái phần này là cái phần đổ thuốc này, cái phần này là phần bắn thuốc này. Hai bên tay sách này. Ở bên hai bên này nó sẽ có hai cái quạt tản nhiệt, bên này một cái, bên này một cái. Đấy. Đi kèm thì nó sẽ có những các cái phụ kiện như sau này. Một cái điều khiển này, remote này, một cuộn dây tín hiệu dài 2m này, một cái dây nguồn dài 2m nữa. Đấy. Đây. Đấy. Cái phần này là mặt hiển thị các cái chế độ mình sử dụng. Các cái đèn LED này sẽ báo hiệu các cái chế độ mình chuẩn bị sử dụng, ví dụ như Randy là đang, ví dụ đang nạp chẳng hạn thế. Hay là đang nạp, DMX là đang chạy chế độ DMX, Randy là bắt đầu có thể sử dụng, ví dụ thế. Thì mình sẽ ấn vào đây. Đấy. Nếu mà dùng điều khiển thì có cái remote kia ấn để cho nó chạy cái chế độ hay để cho nó nạp nóng. Còn DMX thì chỉ cần mình đẩy cần số 1 lên là xong thôi. Đó. Nôm na các bạn nào mua hàng thì bên em sẽ gửi cho một cái video hướng dẫn. Cái này không khó các bác nhá. Thì một gói thuốc này sẽ có là 200g. 200g tương đương với sử dụng được 7 đến 10 phút. Tùy cái nhu cầu sử dụng. Vì cái này nó có chế độ thấp, chế độ trung bình và chế độ cao, cho nên là không có một cái ngưỡng cố định nào cả. Đây là thông tin sản phẩm của bác nhá. Đấy, ok. Nếu như các bác nào đang có nhu cầu mua các cái sản phẩm máy pháo điện để làm cho nhà hàng tiệc cưới của bên mình thì có thể liên hệ bên Ánh Sáng Hoàng Long bên em nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bác ở những video sau nhé. Bye bye các bác. Ok.